Vụ việc xảy ra trong đêm mới đây tại ngôi nhà ở địa chỉ số 3, phường Đường Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an địa phương vừa giải quyết xong hiện trường, đang làm rõ để xử lý nam thanh niên nói trên. Theo thông tin người dân xung quanh, người đàn ông cố thủ là một Việt kiều 24 tuổi, hiện đang sinh sống trong ngôi nhà trên. Người dân cũng cho hay, nam thanh niên Việt kiều có đi nhậu ở một đám tang gần nhà, sau đó có mâu thuẫn và ẩu đả với một số người khác bằng hung khí. Anh này chạy về nhà ở số 3 đường Tân Xuân, có cầm theo hung khí và cố thủ bên trong. Do trong ngôi nhà có nhiều người, nên người dân xung quanh lo sợ đã tiếp cận thuyết phục nhưng không được, nên định báo công an. Khi công an phường 8 quận Tân Bình có mặt tại hiện trường thuyết phục nam thanh niên mà vẫn không đạt kết quả nên tiến hành phong tỏa. Gần 1 giờ sau thì người nhà mở cửa và cho biết nam thanh niên vì say xỉn nên đã ngủ trong lúc cố thủ. Công an đang chờ nam thanh niên tỉnh rượu để tiến hành mời làm việc.